làng hoa lớn nhất Đà Nẵng trong đèn xuyên đêm bước vào vụ hoa Tết. Thành phố Hồ Chí Minh, hiệu trưởng một trường trung học cơ sở giao TT quý hiếm cho kiểm lâm. Xe ô tô con rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc, hai người thương vong. Xe khách 16 chỗ chèn ép xe tải trên cao tốc, cục cảnh sát giao thông vào cuộc. Phút đời thường, nhộn nhịp mùa ruốc biển Tây. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Tôn Vũ của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế. Nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân, tâm, trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Làng hoa Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang là một trong những làng hoa lớn và lâu đời nhất tại thành phố Đà Nẵng. Những ngày này, hơn 20 hộ dân nơi đây đang tất bật xuống giống, cắt tỉa cành lá, chăm bón, phun thuốc, trong đèn xuyên đêm để cây phát triển ra hoa vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2025. Bên cạnh hoa cúc truyền thống, người dân làng hoa Dương Sơn cũng trồng nhiều loại hoa khác nhau như vạn thọ, hoa hồng, hoa đồng tiền, lan mucara, hoa treo và yến thảo. Đặc biệt, cúc mâm xôi, loại hoa mang lại thu nhập cao, ổn định qua các năm, năm nay tiếp tục được trồng với số lượng lớn. Để đảm bảo chất lượng phục vụ mùa hoa Tết, các hộ phải chăm sóc cây chu đáo và hạn chế những tác động xấu từ thời tiết. Theo các chủ vườn, năm nay giá hoa cúc dự kiến từ 5.000 đến 6.000 đồng một cây, đối với cúc mâm xôi, giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng mỗi giỏ tùy kích thước. Tuy nhiên, vụ hoa Tết năm nay có thành công hay không còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết trong thời gian tới. Chiều 21 tháng 10, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con TT Java do ông Trần Minh Triết, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12 tự nguyện giao. Ông Triết cho biết trong lúc mưa gió đêm 20 tháng 10, bảo vệ của trường phát hiện một con TT tại vườn trong khuôn viên trường, liền điện thoại báo cho ông. Ông Triết nói bảo vệ bắt và bảo quản TT trên vì đây là động vật quý hiếm, cần được bảo vệ. Sáng sớm 21 tháng 10, ông Triết liên hệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Mỹ Tây thì được hướng dẫn bàn giao TT cho kiểm lâm. Tôi cũng mong muốn là giáo dục cho các em ý thức bảo vệ động vật hoang dã. Cái mong muốn thứ hai của tôi thì là một động vật mà khi mà bàn giao cho bên kiểm lâm thì cũng mong muốn là con vật ấy được trở về nơi thiên nhiên để mà sinh sống cách một khỏe mạnh. Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là TT Java, tên khoa học là Manis javanica, giới tính cái, nặng 4,5 kg, thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, tình trạng sức khỏe bình thường. Cũng vào chiều nay 21 tháng 10, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con trang bạch tạng màu trắng nặng 12 kg do ông Phạm Xuân Hà, quận Tân Phú tự nguyện giao. Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác định con trang này là trang đất, tên khoa học là Python bivitatus, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Ngày 21 tháng 10, ông Bùi Duy Liệu, Phó trưởng ban điều hành công trình dự án Cống Âu Nguyễn Tấn Thành cho biết hiện công trình cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành đã hoàn thành sau gần 2 năm thi công. Sau khi đưa vào hoạt động, trong lúc đóng cống, tàu thuyền vẫn có thể qua lại nhờ hệ thống âu thuyền. Thời gian tàu đi qua Âu dự kiến mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ. Dự kiến trong tháng 10 năm 2024, đơn vị sẽ chuyển giao công trình này cho phía tỉnh Tiền Giang để quản lý, vận hành. Cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành nằm trên kênh Nguyễn Tấn Thành thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cống được xây dựng nằm cách sông Tiền hơn 400 mét với tổng mức đầu tư 518 tỷ đồng. Đây là cống ngăn mặn lớn thứ hai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sau cống Cái Lớn Cái Bé, tỉnh Kiên Giang. Cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành khi đi vào hoạt động
sẽ có khả năng ngăn mặn, trữ nước ngọt sản xuất cho khoảng hơn 100.000 hectare tại hai tỉnh Tiền Giang và Long An, cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho khoảng 800.000 người dân ở thành phố Mỹ Tho và các huyện phía đông của tỉnh Tiền Giang. Xin được chuyển sang thông tin khác. Một chiếc xe ô tô chưa rõ biển số được người dân phát hiện rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc. Vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong, người phụ nữ bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 14 giờ 30 phút chiều nay 21 tháng 10, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc một xe ô tô loại 5 chỗ bị rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy chiếc xe rơi xuống vực sâu khoảng 50 mét. Hàng chục cán bộ chiến sĩ đã sử dụng xe thang, cán và dây kéo chuyên dụng tiếp cận hiện trường để đưa các nạn nhân lên khỏi vực sâu. Sau nhiều nỗ lực đến 17 giờ 15 phút chiều nay, các lực lượng cứu hộ đã đưa được hai nạn nhân lên khỏi vực sâu. Trong đó, nạn nhân nam ban đầu được xác định là anh MHV, 38 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong. Nạn nhân còn lại là nữ, ban đầu được xác định là chị NTTT, 39 tuổi, quê Đồng Tháp, bị thương nhẹ. Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân chiếc xe gặp nạn. Hiện tại, chiếc xe ô tô vẫn đang nằm dưới vực sâu. Công an thành phố Bảo Lộc đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Vừa qua, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Trân Thành tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một công nhân tử vong. Nạn nhân là anh Lâm Quang Công, 32 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng. Theo thông tin ban đầu, anh Công và Nguyễn Văn Vũ, 32 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, là đồng nghiệp. Làm cùng công ty ở xã Nha Bích, thị xã Trân Thành, nhưng thường xảy ra mâu thuẫn. Chiều 20 tháng 10, sau khi đi nhậu về ngang phòng trọ của anh Công, thấy anh Công đang ngồi với nhóm bạn trước phòng, Vũ nhớ lại những mâu thuẫn nên về phòng lấy dao, lén đến chỗ anh Công, đâm đồng nghiệp ngã gục xuống đất. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Công đã tử vong. Riêng Vũ cũng bị bắt ngay sau đó. Thưa quý vị, những ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh ô tô chèn ép xe khác trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn gần nút giao IC4 Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Vụ việc xảy ra vào trưa 19 tháng 10, thông qua hình ảnh của camera giám sát từ một ô tô đi cùng chiều, một chiếc xe tải đang chạy thì một xe khách loại 16 chỗ lao đến với tốc độ cao, chèn ép xe tải vào làn khẩn cấp trên cao tốc. Mặc dù người lái xe tải cố gắng đánh lái sang trái để rời khỏi làn khẩn cấp, nhưng tài xế xe khách không nhường đường, thậm chí còn phanh gấp và tiếp tục đánh lái sang phải để buộc xe tải dừng lại. Sau khi nhận được phản ánh, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ làm rõ hành vi vi phạm của tài xế lái xe khách 16 chỗ. Thưa quý vị, khi những cơn mưa cuối mùa vừa ngớt hạt, gió mùa Tây Nam bắt đầu thổi mạnh, những tia nắng ấm đã trở lại sau những trận mưa dài ngày. Lúc này, những ngư dân ven biển Tây ý ới gọi nhau đi đẩy te để bắt ruốc biển. Tiếng động cơ hòa lẫn tiếng nói cười của các chị em khi đợi chồng con chở ruốc vào bờ tạo nên không khí náo nhiệt trên triền đê, quanh năm chỉ có sóng và gió. Anh Hoàng Văn Cương, người có kinh nghiệm đẩy ruốc gần chục năm ở vùng biển Tây cho biết, ruốc rất dễ bắt, chỉ cần có phương tiện, lưới và biết cách nhận biết hướng đang ruốc di chuyển là bắt được. Nếu phương tiện lớn thì đẩy được nhiều, có khi trúng mánh lên tới hàng tấn. Thông thường người dân đẩy ruốc ở ven đê biển Tây sử dụng phương tiện nhỏ, trang bị máy xe. Miệng te thường rộng khoảng 7 mét, đẩy dưới mặt nước tầm 2 mét. Có những khi ruốc nhiều thì người dân chỉ cần chiếc vỏ lãi có gắn hai cây cố định với nhau tạo thành nạn chữ V ở giữa ta lưới là đẩy được ruốc. Bắt đầu tháng 4 năm là bắt đầu vô vụ ruốc, kết thúc tháng 9 tháng 10. Hết ruốc, nói chung làm ăn cũng gai, đủ sống. Nói chung thì cũng có cái tải vô, vì đại chủ thì có cái tải vô phơi. Phơi ruốc khô thì tùy theo ruốc to ruốc nhỏ, ruốc to thì 40-50 có, giờ mùa này gần cuối mùa ruốc bẻ hơn thì 20 ngàn, 30-30 nó nhiều giá lắm. Chung năm nếu mà chung chú được hơn 100 mà thất thất thì cái vài chục sẽ phí rồi, mà đi có
3 tháng mà đánh được có chừng tháng à. Các ghe vỏ lại nhỏ thường xác định chỗ nào có cá nhảy, nhiều chim trời bay lượn, nước biển có màu sẫm thì canh theo đó mà đẩy là khả năng trúng rút cao. Một số ghe không cần kinh nghiệm, chỉ cần chạy ven theo các ghe lớn khác cũng bắt được rút. Hiện tại giá rút tươi được thương lái thu mua ở Cà Mau có giá từ 7.000 đến 10.000 đồng một ký. Rút khô có giá từ 30.000 đến 45.000 đồng một ký tùy loại. Ngay con nước, mỗi ngày các chủ vựa thu mua rút tươi từ 2 đến 3 tấn. Trời nắng tốt thì rút chỉ cần phơi khoảng 2 đến 3 giờ là khô, có thể xuất bán được. Mỗi tháng sẽ có con nước rút khoảng 7 ngày. Mỗi ngày, ghe đẩy rút trừ các chi phí xăng dầu, bạn ghe cũng kiếm được từ 500.000 đến 2 triệu đồng. Đi đêm, rút về tháng này là tháng 8, tháng 9 này là rút ngồi đêm không à. Thường thường là mấy ổng đi tới 1, 2 giờ đêm á. Rồi sáng sớm là đã có rút sớm là về là phơi rồi. Cũng phải có kinh nghiệm mà phơi chứ. Chứ thể là rút, em phơi rút nằm đêm này nè. Nó hay đóng cục, rút mịn mà. Là mình cỡ khoảng, canh cỡ khoảng mà xe con rút là mình đi quét ra, tung ra cho con rút nó tung ra là nó nhanh khô. À, còn như cái mùa kia mà nếu mà rút đẹp ngoài khơi á, thì phơi dày vô để chừng nào khô rồi mình cỡ canh mấy tiếng hồ cái mình đi quét là tí mình đi gom luôn à. Mưa gió là cực lắm, mùa này là mùa cực của chị em nhất luôn á. Là thường là hả, mưa là phải chạy như vậy đó, đang phơi 70-80% là nếu mà mưa cái là cũng như là dồn lại bán rút mắm, rút vịt, rút gà. Không riêng những người trực tiếp đi ngoài biển khai thác mới có thu nhập, con rút còn giúp cho hàng trăm hộ dân sống ven đê biển Tây có đồng ra đồng vào. Ai không có phương tiện, không có sức khỏe, kinh nghiệm đi khai thác thì mua rút về tự phơi khô, bán lại lấy lời. Nếu không có vốn để mua rút về tự phơi thì xin phơi thuê kiếm từ 150.000 đến 200.000 đồng một ngày. Vào vụ rút, khắp xóm làng nhộn nhịp đông vui, đàn ông, thanh niên, trai tráng đi biển, phụ nữ ở nhà chế biến rút. Ở những nơi có ánh sáng chiếu đều, có thể được tận dụng làm sân phơi. Sản phẩm chế biến từ rút biển khá phong phú, bao gồm rút bột, rút khô, rút chua, nước mắm rút, v.v. Tuy có thu nhập khá, nhưng làm rút cũng rất cực nhọc khi ghe khai thác rút thường nhỏ, dễ bị ảnh hưởng bởi sóng to gió lớn. Người phơi rút thì gian nắng suốt ngày, có khi mưa tới thì phải sắn quần, sắn áo chạy gom cho kịp. Nếu không thu gom kịp thì rút bị hỏng và bỏ cho gà vịt ăn. Hiện nay, khi sắp kết thúc mùa rút dọc theo tuyến đê biển Tây, người dân tranh thủ vài con nước cuối cùng để rồi gác lại ngư cụ cho mùa rút năm sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên các hạ tầng của báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisự.tvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Chamrup. Còn bây giờ Tuân Vũ xin kính chào và hẹn gặp lại.